mọi người những cái đây là công thức bỏ đói mà tôi để hệ thống lại đó, tức là từ 8 giờ tối cho tới 10 giờ là thực phẩm được tiêu hóa, từ 12 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng là gan mật làm công việc tẩy độc của mình, và 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là ceton làm việc và nó đốt mỡ và nó bổ sung cho cái 2 cái glyco thường ngày cho cái não của mình. Và những cái người bị tiểu đường sẽ thấy một điều kỳ diệu là đường huyết của mình từ từ ổn định và sẽ khỏi cái bệnh tiểu đường. Tiểu đường ngày trước đến giờ người ta cứ bị lệ thuộc suốt, người ta nói tiểu đường là phải bị suốt đời, không phải đâu, tại do cách ăn uống của mình thôi. Khi mình điều chỉnh cái cách ăn uống thì đường huyết sẽ lập tức ổn định.